bác của chị em mình ha, hôm nay lên cho bác video gồm 34 mẫu hàng như thế này. Rất là nhiều hàng anh em tha hồ mà lựa nha, giá rất là bình dân. Gửi cho bác mua hàng thì liên hệ với em qua số điện thoại hoặc Zalo là 0919 192035. Em tin nghiệp nha, tất cả giao dịch cũng như trao đổi mua bán đều qua Zalo hoặc là số điện thoại nha. Anh em ơi, phí ship thì 30.000 hai đơn bao ship hoàn toàn. Hàng bên em là hàng ship nhanh, nhận hàng, kiểm tra, thanh toán, không phải mất thêm khoản phí nào hết nha, không phân biệt vùng miền, không phân biệt đơn hàng giá trị cao hay thấp, mặc định là 30.000 một đơn, hai đơn sẽ bao ship. Ở mua hàng bên em thì này có một quy định bắt buộc là quý anh em mình phải kiểm tra hàng trước khi nhận dùm em nha, là phải bắt buộc như vậy. Đó, có những trường hợp đặc biệt anh em mình không kiểm tra hàng tại thời điểm đó được á, thì khi anh em hàng về nhà thì vui lòng móc điện thoại mình quay lại trong lúc quá trình mình kiểm tra anh em, hàng của em lúc nào cũng có tem niêm phong hết, hàng thì đổ tem niêm phong chưa có dấu hiệu khui móc hàng bên trong, thì anh em có cái điện thoại anh em quay lại trong quá trình mình kiểm tra, nếu phát sinh hàng dập gãy hư hỏng hoặc bị đánh tráo sản phẩm nào đó, em sẽ bồi hoàn cho anh em mình 100% kể cả tiền cước phí nha. Còn tất cả những trường hợp còn lại anh chị em chú bác mình không kiểm hàng và cũng không có video khui hàng thì miễn khiếu nại, mọi thiệt thòi, mọi thất thoát, mọi vấn đề phát sinh về sau anh em mình tự chịu, em không giải quyết. Lưu ý giùm em nha. Rồi, mã đầu tiên là cho anh em mình combo cần rút mini như thế này ha, vừa cần với máy dính chung như đây luôn nha anh em. Đó, cần chất liệu phíp dài 1m65, cứng khoảng 20, cho anh em mình câu rút mini nè, thu gọn là 39cm gần 40cm, anh em có cho 40 đi, đọt 2 ly nha. Về cho anh em mình câu nè ha, chốn vợ đâu. Còn con máy đi kèm là con máy size khoảng 1000, con máy China Casio 511, cước 0.2 vừa được 200m. Đó, máy đổ tay trái phải nha anh em, mô bin là mô bin sóc. Cái này về cho anh em mình câu hè đâu, mùa hè đi câu nè, câu cá lặt vặt đâu nha. Mã số 1 bán anh em chú bác mình giá là 150.000. Rồi, mã số 2 là anh em mình cây này, cây rút mini, cây này thì ngon lành anh em, thu gọn 40cm nè. Anh em nhìn cái cán hợp kim không rỉ sét, cái tay cầm này anh em thấy ngon lành này ha. Cây này dài 1m8, cứng 30 nha anh em. Hãng TFC nè, khoen Fuji đá trắng nè. Đó, cứng cao anh em, cây này cứng 30, rút mini cứng nhất là 30, anh em kiếm cứng hơn không có đâu. Nha, dài 1m8, thu gọn có 38cm thôi. Cây này mã số 2, bán em cho bác mình giá là 150.000, có nắp chụp đàng hoàng như thế này. Mã số 2 150.000. Tiếp mã số 3 là một combo này mà hai cái cần tay, cả hai cây này đều 3 mét hết nha em. Cả hai cây đều chất lượng phép, cây này thì hơi dơ nha. Nè, hơi dơ nè, hơi dơ hơi bụi nè, về anh em mình lau chùi giúp em. Hai cây đều 3 mét hết, cây này thì 2H. Cây lóng dài phôi nhỏ 2H, còn cây này thì tầm khoảng 4H. Hai cây 3 mét hết nha, thì em bán combo hai cây như thế này. Nè, lóng ở trong anh em nhìn nè. Nó đâu có cũ đâu phải không? Nó dơ thôi. Vậy là chịu khó mình lau chùi giúp em. Nó cây 4H còn to nè, cây 2H còn nhỏ nè. Thì hai cây một mã nha anh em, mã số 3 giá 150, anh em mua một cây cũng được luôn, một cây của 150, hai cây của 150, anh em có thể tùy chọn. Mã số 3 giá 150. Rồi, mã số 4 thì lên cho anh em mình combo hai cây này. Hai cây này 2m7 đều 4H hết, hai cây này đẹp nè anh em. Một cây thì có chức năng xỏ dây trong trợ máy. Không phải trợ máy mà xỏ dây trong. Xỏ dây trong có chức năng xỏ dây trong câu kiểu thọc trong lùm anh em ha, mà dân mà hay đi câu cá rô mà trong hốc trong bụi trong kẹt đó, dùng mấy cây này mới là tuyệt vời nè. Ngắn nè, xỏ dây trong nè, thọc vô lỗ, dây thì có thể xài dài ngắn tăng đưa dây được nè, nên thấy không đó, đúng bài câu lỗ nè. Còn cây thứ hai, cây 27 cần thường, cả hai cây đều là hàng phíp Nhật Bản hết, 4H nha, hai cây ngọn to hết nè anh em, chả bá nợ luôn, thấy chưa. Đó, combo hai cây này. Mã số 4 giá cũng 150. Tiếp combo hai cây nào, hai cây xô ngắn nha em, cây 2m1 và một cây 2m7. Cây này 2m7, cây này 2m1 nha. Bắt máy Fuji, fan Fuji hết nè. Cái cây này anh em đáng lẽ nó dài hơn anh em, nhưng mà nó giấu lại nè, nó độ nó giấu lại, nó làm 2m1 thôi, thì em đo thực tế là 2m1. Đó, hai cây xô ngắn nha, khoen đồ hoàn thiện hết nè. Cây 2m1, cây 2m7 thích hợp cho anh em mình câu bè. Nha, câu kiểu Ikeda rồi đó anh em. Xay ngắn thì cái này nó ISO như vậy. Fuji, fan Fuji hết. Đó, hai cây luôn nha, không bán lẻ nha anh em. Combo hai cái này, lẻ một cây cũng 200 mà hai cây cũng 200. Thì nói như vậy đi. Mà số 5 nha anh em, 200.000 đấy, khi anh em nói tôi muốn mua một cây rồi sao không bán. Thì một cây cũng 200 mà hai cây cũng 200. Anh em lưu ý giùm em. Mà số 5 nha anh em, hai cây ISO ngắn, cây này 2m1, cây này 2m7, 200.000 hai cây. Tiếp anh em, cây này cây xuất lở anh em, chất liệu là phíp nè, tem vàng Nhật nè, bắt máy Fuji luôn anh em. Made in Korea, sản xuất Korea xuất Nhật, nha, dài 2m7. Chất liệu là phíp anh em, màu sơn đen, khoen dòng sứ đá trắng nè, có một khoen nước nhỏ xíu chỗ này nè, nè về mình chấm keo lại. Ha, xúc lở 2m7 nha, ngâm lăng xê đồ, lục đồ cần, lure đồ, câu đa năng lắm.
Cây này ngọn của mình là 2 ly 8 nè. Cứng 15 nha anh em, hơi cứng 20 anh em, cây này cứng 20 luôn, không cứng 15 đâu, ngọn 2 ly 8 nha, cứng 20 xuất lở. Chất lượng phíp. Cây này mã số 6 giá 150 nè. Tiếp cây này cây 3 khúc phíp đỏ nè. Ha, cây 3 khúc phíp đỏ thì cây này á, nó xài cái bắt máy một cái vặn này anh em. Nhưng mà thằng trước nó đổ thành bắt máy kẹp này anh em thấy chưa? Gắn bắt máy kẹp vô nè, bắt máy lớn nè để nó câu được cái gắn cái máy lớn vô nó câu nè. Thấy chưa? Thì cây này hãng cũng đai qua dài 2m4, 3 khúc, cứng khoảng 30 nha anh em. Cứng khoảng 30, chất lượng là phíp đỏ cho anh em mình câu ngâm lăn xê đâu. Ha, ngoại hình có chạy xước nha anh em và nó đổ thành bắt máy kẹp rồi nha. 3 khúc 2m4 cũng bán anh em mình. Ngọn 2 ly rưỡi nha anh em, thì cây này mã số 7 bán anh em cho bác mình giá cũng 150. Tiếp cây này 2 khúc đập trâu nè anh em. Một cây 2 khúc đập trâu nha. Đó, mấy cái chỗ này thì nó quấn thêm anh em về không thích mình lột thôi, nó thêm bắt máy cao nữa nè. Đó, anh em thích về mình lột bằng keo này ra rồi lấy bắt máy này ra bỏ nè. Thì cây này nó hụt ngọn khoảng 20 cm anh em, 2m4 hụt 20 cm coi như còn 2m2. Ngọn rất là to, cây này cứng khoảng 100-150 anh em. Tất cả phen rồng rọc nè, u rồng rọc nè, phen nè. Thì cây này nói chung anh em chấp nhận gãy ngọn á, thì anh em mình chơi cây này bán anh em mình 150 rồi, mã số 8 nha, cứng bạo lực nha. Về mình phải sửa sang mình làm lại tí xíu để mình câu. Đó, 150 thì chỗ này không có dọc gãy gì hết, bao anh em mình luôn nha. 150 còn 2m2, cứng khoảng 100-150. Tiếp lên cây này cây cán vợt anh em, cán vợt chất liệu là phíp anh em, dài 3m9 nè, cán vợt cứng nha, cán vợt cứng chất liệu phíp. Nó có cái này làm gì mà không biết anh em, có cái lò xo cái móc là làm gì không biết luôn, thì nó về như vậy em để nguyên vậy cho anh em. Thu gọn cái này chắc khoảng 1m thôi anh em, chưa tới 1m, khoảng 9 mấy thôi, 95 thôi. À, cây này ren, để em đo cái ren, ren to này nè. Ren 12 nha, cái cán vợt 3m9 này mã số 9. 150 nè. Tiếp lên cho mình cây này là cần tay trở máy này anh em, cây này về nó không có bắt máy đâu. Thì em thấy vậy em mới lấy bắt máy của em gắn vô cho anh em mình kèm thêm nè. Rồi anh em mình lấy chỉ mình quấn lại. Quấn lại mình làm bắt máy nha. Thì cây cần tay trở máy dài của mình là 3m6. Chất liệu là phíp nha anh em, thẳng từng 3h rưỡi nè, khoen này đầy đủ hết nè, tay trở máy ngọn nè. Đấy rồi. Chất liệu là phíp. Đó thì thay vì không có máy anh em đâu có gắn, anh em có gắn máy vô trở máy được đâu, nên em cho anh em thêm bắt máy đó. Gắn thêm bắt máy cho hàng bãi về nó không có. Nha, khoen này đầy đủ anh em, cây này thì không có thiếu khoen, dài 3m6 tầm khoảng 3h rưỡi nha. Chất liệu là phíp, tay trở máy mã số 10 giá 150. Tiếp cây này cần tay lóng ngắn anh em ơi. 20-40 thu gọn khoảng 50 cm, dài 4m2 3h rưỡi thôi, không tới 4h đâu. 3h rưỡi thôi anh em, chất lượng là phíp nè, cần tay lóng ngắn. Tầm khoảng 3h rưỡi anh em. Dài 4m2, cây lóng ngắn là mã số 11, giá 150. Rồi tiếp lên em ơi, lên cho anh em mình cây này cái cần tay lóng dài chất lượng phíp cho em, cây 4m5, cây này cứng cao nè, cây này cứng 5h. Nhưng mà ngoại hình nó không đẹp nha. Nè. Đó, anh em nào không chê ngoại hình nó xấu á, đây. Như dạng như là bị ghẻ lở vậy nè. Nước sơn bên ngoài anh em chứ không phải là dạng sức mẻ đâu nha. Đó, cần độ cứng cao 5h để mình cân được cá lớn thì anh em lấy cây này. 4m5 5h nha anh em. Anh em nhìn nó không xấu dữ đâu, có nước sơn chỗ này thôi nè, nó bị bong tróc vậy thôi, ngọt biết to đây, nhìn thấy không? 4m5 nha anh em. Thì cây này mã số 12, 150. Tiếp cây này nè, cây này cây 5m4 luôn, cây này thì tầm khoảng 2h, 2h rưỡi thôi nè. 5m3 nha, lóng dài nè. Chất liệu phíp đẹp nha anh em, đẹp lóng dài nhưng mà quýnh cảm giác nha. Tầm khoảng 2h, 2h rưỡi thôi. Đó, quý chú bác quýnh cảm giác thì lấy cây này. Nói trước nha anh em, cây này tầm 2h, 2h rưỡi quýnh cảm giác nha. À, nó dễ quẹo quẹo. Rồi, cây 5m3 này thì đẹp nè, nhưng mà độ cứng không cao. Mà số 13, giá 150. Rồi, anh em nào chơi cần trúc thì lấy cây này ngon nữa nè. Cây này ngon nhưng mà nó bị mất một cái rinh chụp đầu lóng thôi nè, còn lại tất cả ok hết. Nha, một cây trúc nghệ nhân Nhật nè. 5m4 nè, khoảng 4h nha. Trăm trúc Nhật luôn nè. Nó mất một cái rinh kim loại chỗ đầu lóng góc đây nè. Đây, mấy chân này thì còn nguyên rồi nè. Đó, mấy cái lóng của mình là nó có khắc ký hiệu giống như chữ ký riêng của nghệ nhân, kể cả ngọn là ngọn trúc luôn nè.
nó làm ngọn cong như cái cần trúc nhật, anh em thấy không? Rất là hay, mấy nghệ nhân làm rất là hay nè. Đó, và hơi dơ nè. Về anh em mình lau chùi nha, anh em nào thích hàng nghệ nhân thì lấy. Không có dập nứt gì hết nha, 5m4 4H. Đó, chỉ mất một cái rinh cái đầu lõm góc thứ hai thôi. Thì nó còn luôn cái bao này nè. Hãng của thằng Kamogawa gì nè. Đó thì cây này mã số 14 nha anh em, bán chú bác mình giá là 200.000 thôi. Em ghi giá 300 vậy đó anh em, thấy giá 300 rồi đó, nhưng mà nó mất một cái rinh nên nó không còn nguyên zin như từ đầu, anh em bán anh em mình 200 thôi. Tiếp lên mình cây này anh em, cây này cây Ikra. Ikra ngọn rút nha. Thì nó cứng nha, Ikra nhưng mà size cứng như hay chi vậy á. Thì anh em có thể đánh theo kiểu Ikra cứng ha. Cây này dài của mình 2 mét ngọn gió trong thân nè. Em thấy uy tín không? Nè, đó. Ngọn dấu trong thân dài của mình là 2m1, nó bị thiếu một khoen anh em ơi. Cây này đã quá trời nè mà nó bị mất một khoen nè, thì anh em mà chuyên quýnh gada về có khoen mình thay vô giúp giùm em nha. Bị mất một khoen chỗ này em lưu ý giùm em, tình trạng cần như vậy nha. Đó, thì cây này mã số 15 em bán giá 200.000 nha em, vì cây này đã quá. Mã số 15 200. Rồi tiếp cây 3 khúc nè. Ha, cây flip 3 khúc. Quen dùng sứ đá trắng nè, bắt máy hợp kim không nghĩ xét này nè, trầy chỗ này nè. Trầy xước mà da thôi, 3 khúc. Ba khúc 3 mét anh em. Cây này 3 khúc nha. 3 khúc 3 mét, cứng khoảng 50 60, ngâm lăn xê bạc bãi đâu nè anh em, câu chì nặng rồi nè. Ngọn 3 ly nè. 3 khúc ha, chất lượng phíp nó có trề chỗ này. Rồi bán anh em mình giá 250 thôi, mã số 16 nha anh em, giá 250. Tiếp lên cái này anh em, một cái cần súp anh em, một cái cần súp made in Korea, chất lượng cũng là phíp luôn, bắt máy Fuji nha, chỗ này dính băng keo dơ, cứng 30 luôn nè, 30 3m3 nha, súp anh em hãng của Olympic nè, khoen của mình khoen gặp Fuji nè, dòng sứ đá xám là hoàn thiện hết, không có nứt, không có hư khoen nào hết anh em. Chất liệu phíp nha, cứng 30 3m3 luôn. Ngọn 3 ly nè anh em, ngọn to nha. Đó, đang gặp cây này mã số 17, bán chú bác mình giá là 250. Tiếp lên cho mình cây này súp còn cái bao nhựa ở ngoài nữa anh em. Cũng là súp nữa nè, cũng bắt máy Fuji nè. Nó bắt máy Fuji một cái màu xanh dương nữa nè. Khoen cũng đầy đủ hết nè, không hư không nứt khoen nào nữa nè, đèn đã xám hết nè, anh thấy không? 3 khúc, nó không ghi độ dài móc xì gì trên trời, không ghi độ dài sao biết nó dài nhiêu, sao nó biết cứng nhiêu trời. Gục ra đo thu gạch đây, chắc 3m6, 3m9 gì đây, 3m9 anh em, 3m9 nha, cây này cứng nè. Cũng vậy, cây này cứng cũng tầm khoảng khoảng 30 đến lục đó anh em. Ngọn 2.8 nha, súp 3.9. Cây này có bao bỏ vô đây cho anh em mình. Thì cây này mã số 18, 250 luôn. Tiếp cây này 3 khúc con ngâm lăng xê anh em. Cây này 3 khúc 60 80 1m. Cây này 3 khúc 2.7 nè anh em. Bắt máy Fuji đâu ha, fan Fuji đá trắng rồi hết nè. Cứng cũng vậy khoảng 50 60 nè. Ba khúc con ngâm lăn xê đâu nha, hai bắt máy luôn nè. Bắt máy cao, bắt máy thấp nè, về anh em có sự thể tùy anh em mình thích. Sử dụng như thế nào sử dụng. Chất liệu là phíp. Ba khúc 2m7 ngọn 3 ly, cứng khoảng 50 60. Chuyên cho anh em mình câu ngâm lăn xê câu biển đâu. Mã số 19, 250 luôn. Tiếp lên mình cái này cái 2 khúc anh em, chất liệu là phíp luôn nha. Chất lượng phíp nè, bắt máy Fuji rồi nè, fan Fuji đá xám luôn em, 2 khúc 2m7 nha. Cây này cứng tầm khoảng 80 nè. 80 2 khúc 2m7 chất lượng là phíp nha. Full Fuji hết, tất cả fan Fuji. Đó, mã số 20 cũng 250 luôn. Tiếp lên mình cây này nè, cây này cây súp nè. Ha, một cây súp thu gọn 1m nè. Súp thu gọn 1m nha. Bắt máy Fuji dài 4m2 này, cũng vậy cây này cứng ngang ngửa 30 nè. Cây này là full dòng fan Fuji nha. Khoen không nứt, không hư khoen nào hết. Tất cả mình fan Fuji.
chất liệu là phíp nha em, dạng 4m2 thu gọn có 1m thôi. Ngọn 2 ly 7 anh em nha, 4m2 cứng khoảng 30 đánh lục. Cây này mã số 21 300.000. Tiếp cây này 3 khúc cũng hai bắt máy nè em, 3 khúc 3m6 nè. Cán gỗ nè, khoan gập nè, nó độ thì bắt máy thấp anh em, bắt máy zin của mình trên này nó chưa sử dụng, chưa lột bằng co là chưa sử dụng nè. Nó độ bắt máy thấp như này để nó sử dụng bắt máy thấp anh em. Nha, 3 khúc hàng Olympic 3m6, cứng 30 nha nè, cứng 30 có cần súp đó. Chuyên quấn bạc bãi, quấn lục xa bờ đồ. Ha, tầm khoảng 80 ngâm lăng xê đồ cho anh em mình câu bạc bãi biển nè, quýnh lục xa bờ nè, câu ngâm cá tra dứa bông lao đồ, câu những cái nhánh sông chạy xiết rồi đó. Đây này nha, thì cây này mã số 22 bán quý chú bác mình giá là 300.000, mã số 22 300. Rồi chuyển qua carbon nha anh em. Carbon thì có cây này anh em ơi, cây này cái iso khoan nhỏ nè, iso khoan nhỏ hàng carbon nha. Cây này đọt khoảng số 2 dài 5m3, thì cây này hàng China xuất nha, có thể anh em về đánh ISO cũng được, về hạ tay cũng được. Thì cây này cái góc mình nó có quấn con keo này nè, nhưng mà bóp vô đây cái nút đít mình nó còn cứng nè, thì không biết nó quấn thêm làm gì, không có, về anh em mình gỡ ra mình coi sao nha. Đó, hãng Akex này nè, ISO nè, đọt số 2 5m3 nha, carbon rod. Hàng cây này hàng China xuất nha anh em. Hàng này, hàng nguyên bản có nắp chụp hết, khoen này hoàn thiện hết. Nguyên zin luôn anh em, không có gãy, không có hộc gì luôn. Đó, khoen hoàn thiện hết nè, khoen xích nhưng mà xích của China nha anh em. Anh em có thể thấy không đây nè, thì hàng cây này nguyên bản anh em nhưng mà nó có chạy xước nha. Đọt khoảng số 2 xô khoan nhỏ anh em, 5m3, hàng carbon, hàng China xúc. Anh em có thể đánh đi xô cũng được, anh em về hạ tay cũng được. Ngọn cây này ngọn ly tư nè, thì cây này mã số 23 bán em chú bác mình giá là 300.000, mã số 23 giá 300 nha. Tiếp là lên như mình cái lua nè, một cái lua mới đứng 2 khúc carbon phẳng này, em thấy là sóng ngời ngời luôn. Bắt máy Fuji nha, khoen của mình là khoen Fuji đá xám nè, xám nâu nè. Cây này dài của mình là 5,6 cm, là dài 1m68 cm. Lua được từ 4-14 g, tải cá được tới 10 là bao. Thì cây này anh em đánh kiểu L, UL được, anh em đánh mồi giả, mồi nhẹ nha. Anh em nào quấn chiên UL lua suối rồi thì anh em đánh cây này. Đó, hàng carbon xoắn như này, full Fuji hết. Cân nặng của mình là đúng 100 g. Cây này mã số 24 300.000. Tiếp cây này cái iso phan lớn nè, iso phan lớn hàng carbon có chạy xước gốc nè, nha, tem vàng. Bắt máy Fuji hãng con Ryobi dòng Ekushima như nè, đọt số 4 dài 5m3, 4m3 iso phan lớn có chạy sàn đây. Khoen của mình tất cả đều là phan Fuji, không nứt không hư phan nào như nè. Bon iso phan lớn đây, có chạy sàn đây. Cây này ngọn của mình 1 ly 8 nha anh em, đọt số 4 5m3, cân nặng của mình 392 g, mã số 25 500.000. Tiếp lên mình cây này 2 khúc carbon nha anh em. Hàng 2 khúc carbon, một cây Hordalock nè. 2 khúc 2m7, bắt máy Fuji tem vàng. Da băng, khoen là khoen Fuji đá xám, độ cứng 80 luôn, 2m7 2 khúc carbon. Ngọn của mình là ngọn to nha anh em, ngọn 3 ly 2 nha. 3 ly 2 cứng cũng không cột lại. Cứng 80 luôn anh em. Ngọn 3 ly 2. Cân nặng của mình là 319 g, mã số 26. Giá là 600.000. Tiếp cây này cái iso khoan nhỏ, cây này hãng con Ryobi, tem này còn hơn cái giá bảo hành nè, tem nội địa Nhật đời đầu nè. Nha, chuẩn nội địa Nhật. Cái Ryobi, hàng cao cấp của Ryobi nha anh em. Bắt máy Fuji tem vàng, đọt 0.6 dài 4m5. Đọt 0.6 dài 4m5 là quýnh cảm giác nha quý chú bác mình ơi. Phèn xích xoắn hai da luôn nè.
Đó, do nó đọc 0.6 thôi nên bán giá anh em mình rất là rẻ. Phong thay da, phong xích nguyên bản hết luôn anh em chú bác mình. Phong thay xích nè. Đó, nó sẵn hai da luôn anh em, đọc 0.6. Siêu nhẹ luôn, chút xíu âm cân cho anh em mình biết. Ngọn cũng 0.6 luôn, đọc 0.6 luôn, cân nặng mình 155g thôi, mã số 27, em bán giá có 700 ngàn thôi nha anh em. Cây hai da phèn xích, chuẩn nội địa luôn, 700. Đấy, thông số đẹp thì giá đẹp, thông số không đẹp. Đây, lên cho anh em mình cây viêm viêm luôn, một cây gam Makasu nha anh em. Thương hiệu số 1 Nhật Bản, một cây gamma, 3 khúc có bao cần luôn, bao cần zin luôn. Gam Makasu, phèn xích gold luôn nha anh em, phèn Fuji xích gold. 3 khúc cứng 30, 3m6 phèn của Sigon này nè, khoen của mình thì hơi đóng tan xanh xanh chút xíu. Bu xích hồi chè Sigon luôn, Yamaha Casu 3 khúc 30, 3m6 chuyên công, ấy dạ, chuyên công 5 lăng xe rồi nha. Cân nặng của mình 355g, ngọn của mình là 2 ly. Cây này mã số 28, bán giá 1,5 triệu nha nè, bao cần zin luôn nha, cái bao này bao zin với nó luôn nè, 1,5 triệu, mã số 28. Tiếp lên cho mình cây này một cái siêu cần tay săn hàng nè, nội địa Nhật, sóng tứ ngọn luôn nè, đó mới ngầu chưa, mới tinh 9m, tầm khoảng 8 đến 10 h anh em. Lâu lâu mới còn cây vượt cứng săn hàng như thế này mà nguyên zin, rất đẹp, chuẩn nội địa Nhật luôn anh em. Đầu lóng cũng đẹp, cần cũng đẹp, em nhìn nó xoắn tới ngọn, ngọn 2 ly, xoắn 2 da tới ngọn, buxi 360. Nói chung là nguyên zin nguyên bản anh em, không một lỗi lầm nào hết. Đợt này là ngay cái luồng em hàng về cần săn hàng không à. Đó, anh em mình ai mà đang kiếm những cái dòng cần tay lóng dài, size dài mà săn hàng thì anh em có tranh thủ mấy video này lụm nha anh em. Để qua cái luồng cái nó hàng nó về nó không được đẹp, nó không có cái dòng săn hàng như thế này. Quá ngon luôn nè, 9m, tầm khoảng 8 đến 10 h, rút ra thẳng tắp. Cân nặng của mình 456g, mã số 29 nha, 2,4 triệu nha anh em. Số 29 nha, 2,4 triệu. Rồi, còn mấy cái máy này em chuyển qua. Máy ít về đến nhìn lâu lâu có nhập ít về bán kèm cho nên mình chơi thôi, chứ không bán máy, ba máy máy đa số nhập lô về bán lỗ mà. Bán máy lắm. Rồi, con máy tiếp theo là cho anh em mình, con máy này size nó 3000 anh em, con này China xuất Nhật hãng Romarin nè, chính hãng Trung Quốc nha, cối nhựa thân nhựa đâu luôn. Đó, cước số 450m, mua bình sóng. Đổi tay trái phải được hết nha quý chú bác mình. Con này mã số 30 nè, bán quý chú bác mình giá là 150.000, mã số 30. Tiếp lên con này. Con này con hãng của thằng gì đây? Size con này nó khoảng 1500 anh em, nó full kim loại hết. Con hãng của thằng chắc Ryobi quá nè, Ratio 134 nè, cước 0.3 vô đường 110m, cước số 430m. Nó có kim loại, thân kim loại, tay quay kim loại hết. Made in Japan nha nè. Đúng rồi, con hãng của Ryobi nè. Nó mắc bên tem nha, bên đây nó mắc nè. Nhưng mà ngoại hình đẹp nè, size nó khoảng 1500-2000 thôi nè. Full kim loại nha, máy đổ tay trái phải, nhẹ nhàng. Con là mã số 31, 200.000 nha nè. 200.000 mã số 31. Tiếp lên em mình con này, con này thì size nó khoảng 5000, cũng là full kim loại, con hàng Daiwa Spinter, size khoảng 5000, mắt in da băng cho em nè, ngoại hình để đóng bụi đóng dơ nha, tem mát thì đầy đủ. Đó, mua pin sóng đây, để lên hoạt động bình thường. Mã số 32 bán với chú bác mình giá là 300.000 nha anh em, mã số 32 giá 300. Đó, 300.000 nha, size 5.000 anh em. Rồi, tiếp lên mình con này là con Daiwa, một con Daiwa Red, Daiwa Red nha anh em. Con Daiwa Red size 2,5 nha. Chạy 4 bit lin là 4 mặt đạn đây nè. Tournament gắt lắm. Gắt tournament. Cước
B0.8 vuông 140m, B1 vuông 110m. Size 2500 nha. Made in Việt Nam anh em, sản xuất tại Việt Nam xuất Nhật, máy này đổi tay trái phải. Rất là mượt mà anh em, size 2500, quấn ISO, quấn LR. Con này mã số 33 400.000. Mã số 33 400. Rồi tiếp mã cuối cùng anh em mình đánh lục thì lấy con này, một con Shimano cối nông dòng Super Arero như này. Mấy con này đó là nếu mà nó mua pin sống là nó có thứ hai cối, ba cối lận này, nhưng mà con này là mua pin chết. Mua pin chết là mua pin tỉnh không xây được nha. Nó có sẵn dây bia trong máy đây nè, quá ngon. Nha, con mua pin chết. Đó, Super Arero. Con này thì hoàn thiện nè, không lỗi lầm gì hết. Cước số 2 vô 200m. Đó, thì cuồng dây này khoảng 200m dây, chắc khoảng trăm mấy 200m dây vào đây này nè. Nha, máy thì made in Japan, đổi tay sai phải cho em mát và hoàn thiện hết chỉ 40 zin luôn. Máy rất là mượt, size nó khoảng 8.000 nha anh em. Size thực nó khoảng 8.000. Thì con này thì mã số 34 em bán em cho bác mình giá là 500.000 nha anh em. Số 34 500 rất là mượt mà. Dòng Super Hero khỏi phải chê rồi. Thì con này 500, mã số 34 tất cả ngày hôm nay. Em cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại quý chú bác, quý chị em mình trong những video tiếp theo. Xin chào. Hẹn em. Chúc anh em mình nhiều sức khỏe, nhiều thành công.